Hôm nay em Tú lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị một lô đất sát bên ngã ba Đức Hòa, công viên, nó thuộc Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Xin chào em Tú, xin chào mọi người. Hôm nay em Tú xin giới thiệu cho mọi người một lô đất với diện tích là 186m², thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha anh chị. Cái lô đất của mình thì sát bên ngã ba Đức Hòa nè, công viên Võ Văn Tần nè và chợ Đức Hòa nha anh chị. Và bây giờ em Tú xin mời anh chị cùng đi xem đất với em Tú nha. Đây chỗ em Tú đang đứng là tỉnh lộ 10 nè anh chị, hướng đó là đi về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 phút nha. Ở đây thì là sát bên cái ngã ba Đức Hòa luôn. Em Tú quay xung quanh cho anh chị xem nha. Đối diện chỗ tòa nhà lớn lớn là trung tâm thương mại An Nông nha anh chị. An Nông 5. Và đi theo cái hướng này đó, đi khoảng 100m là tới ngã ba Đức Hòa nha, chợ Đức Hòa và công viên Võ Văn Tần. Thì lô đất của anh Tú hôm nay đó là chạy vô cái đường này anh chị. Cái đường này là đường Võ Văn Ngân anh chị ha. Bữa trước em Tú cũng có bán trong này một căn nhà nữa nè, nó đi chung cái đường luôn. Bây giờ em Tú sẽ chạy từ cái đường này vô cho anh chị xem nha. Ở đây thì quán cà phê này, ăn uống nè, quán nhậu rất là nhiều luôn anh chị. Đường này là ở Đức Hòa gọi là đường Võ Văn Ngân nha anh chị. Cái lô đất em Tú giới thiệu cho anh chị hôm nay á, là với diện tích á, là 186m², chiều ngang của nó là 10, chiều dài á, là một cạnh 20 và một cạnh là 18 nha anh chị. Đây, bây giờ tới đây á, thì là em Tú rẽ phải nè anh chị. Bây giờ em Tú đang dẫn anh chị vô á, là đi đường xe hơi nha. Tại vì lô đất của mình á, là nó có hai đường đi, một đường á, là đi xe hơi và một đường là đi xe máy. Tí nữa em Tú sẽ dẫn anh chị ra cái đường đi ra xe máy anh chị ha. Cái lô đất em Tú giới thiệu anh chị hôm nay á, là ở Đức Hòa Hạ này, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tổng diện tích á, là 186m². Chủ đất á, gửi em Tú bán á, là 2.300.000.000 nha anh chị. Còn thương lượng bớt lọc cho anh chị. Ở cái đường này thì sắp sửa làm lại nên chị, thì em thấy anh Tú thấy người ta để cống ở trên đường quá trời luôn. Đó, ở trước mặt anh chị là để cống luôn á, để cống để chắc vài tháng nữa là bắt đầu đặt cống anh chị. Đó. Thì quẹo đây nè anh chị. Thì hôm trước em Tú cũng bán một căn nhà ở trong này rồi, cũng ở trong con đường này luôn, nhưng mà vị trí nó khác một chút xíu thôi. Toàn bộ cái đường này là đường xe hơi đi vô tới đất luôn nha anh chị ha. Em Tú dẫn đi đường xe hơi á, nó vòng nó hơi xa hơn cái đường xe máy chút xíu. Còn cái đường xe máy đi ra rất là gần luôn anh chị. Đây, gần tới lô đất mình chị. Cái đường này á, là đường 3m nha anh chị, xe hơi đi được nha. Trên sổ thể hiện 3m luôn nha anh chị. Đó. Tới lô đất mình rồi anh chị. Đó, con đường đó là đi xe máy ra đó anh chị. Tí nữa em Tú sẽ chạy cái đường này ra xe máy nha. Và bây giờ em Tú sẽ đi xuống quay cái lô đất cho anh chị xem. Đây, lô đất mình đây nè anh chị. Đó, ngay chỗ tay em Tú chỉ nha. Có đường gạch. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Đây, cái lô đất của mình đây nè anh chị. Ngay chỗ cái len gạch đó, người ta xây ô sẵn rồi nha anh chị ha. Đó, từ cái vị trí chỗ cái là gạch đó kéo qua bên này nè, nó tới 10m lận. Đó, chiều ngang nó 10m, tới ngay chỗ đây luôn nè anh chị ha. Tới chỗ đây cũng có cái lan gạch nè, là chiều ngang là 10m nha. Là cạnh này kéo thẳng xuống á, là 20m. Còn cạnh bên kia á, là 18m nha anh chị ha. Tổng diện tích của lô đất mình á, là 186m², thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha anh chị ha. Lô đất mình là ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha. Bây giờ em Tú đang đi xuống dưới lô đất quay cho anh chị xem nè. Lô đất mình thì là bằng phẳng nha anh chị ha, cao ráo bằng đường luôn. Ở vị trí này thì đất nó cao, tại vì Đức Hòa Hạ nó sát bên thị trấn Đức Hòa luôn. Khu này thì tiện ích đầy đủ hết nha, chợ, siêu thị, bệnh viện. Đây có lan gạch anh chị, xuống tới này nè. Có lan gạch xây sẵn là 20m chứ. Đó, kéo thẳng qua bên kia. Kéo thẳng qua bên kia là 10m nha anh chị, tại vì cái lô đất này của mình á là chiều ngang là 10m nha. Còn cái cạnh bên này á, cái cạnh bên Tú chuẩn bị đi qua đó là có 18m thôi. Xung quanh cảnh
xung quanh cái lô đất mình anh chị, nhà nó ở kín hết rồi nha anh chị. Chị vì ở đây á là sát với thị trấn, tiện ích rất đầy đủ nên là dân cư người ta sống sát sát nhau hết rồi đó anh chị thấy không. Và bây giờ em Tú đi qua cạnh kia, ở dưới mình cái lô đất mình đã xây gạch sẵn hết rồi, xây đường ranh hết sẵn rồi đó. Tới đây nè anh chị là 10 mét nè, chiều ngang đó anh chị, cái cạnh này lên đến đó thì 18 mét nha. Thì đối diện cái lô đất của mình thì nhà nó ở khít hết rồi, còn một vài nền nó xung quanh lô đất của mình thôi, tại vì cái lô đất của mình hiện tại là lớn nhất cái khu này, tại vì nó tới 186 anh chị, 86 mét vuông luôn anh chị ha. Cái lô đất này á thì ở Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với tổng diện tích á là 186 mét vuông, chiều ngang á là 10 mét, chiều dài á là một cạnh á là 20 và một cạnh là 18 nha anh chị. Đó, đây là anh chị đó, cái đường gạch đó xây sẵn luôn ấy ha. Cái giá của lô đất này á, là chủ đất gửi em Tú bán á, là 2 tỷ 300 triệu còn bất lọc để làm giấy tờ nha anh chị. Còn đây là có con đường bê tông trước mặt cái lô đất của mình anh chị, thể hiện cái sổ là 3 mét nha. Và đối diện lô đất mình thì nhà đã sát hết rồi. Đấy, cái đường này sẽ hơi vô nè anh chị. Đó. Và em Tú sẽ quay lại cái lô đất cho anh chị xem nha. Đó, lô đất mình nằm cái đó. Còn cái đường này là đường đi xe máy ra. Tí nữa em Tú sẽ chạy ra cái đường này cho anh chị xem nè ha. À, và bây giờ từ cái lô đất này em Tú sẽ chạy ra cái đường Võ Văn Ngân, cách đây khoảng 100 mét thôi, cái đường nãy mình cua vô đó. Và thông qua cái video này thì em Tú cũng nhận ký gửi nhà đất ở khu vực Đức Hòa, Long An. Anh chị nào mà muốn bán nhanh nhà nhanh đất thì hãy gửi cho em Tú nha. Cái đường này thì chạy ra đường Võ Văn Ngân đó anh chị. Đường Võ Văn Ngân thì đi ra tỉnh lộ 10 và tỉnh lộ 824, nó sát bên ngã ba Đức Hòa luôn. Ra chỗ này thì tiện ích đầy đủ nha anh chị, trường học rồi bệnh viện rồi các tiện ích như điện máy xanh, bách hóa xanh nó đầy đủ hết nha. Đây là đường Võ Văn Ngân này anh chị. Đây là chạy ra hướng tỉnh lộ 824 này, chạy khoảng chút xíu thôi, còn hướng này thì chạy cũng khoảng 200 m ra tỉnh lộ 10 đó anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video của em Tú. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy nhấn chữ đăng ký kênh bên tay phải màn hình để tiếp tục xem những video mới của em Tú nha.